Audi ô tô cũ Hải Dương. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Dũng Audi sẽ quay chi tiết clip chiếc Accent Blue màu đen, số sàn, sản xuất 2014. Đây là tổng thành sơn vỏ và ngoại thất chiếc xe đây. Trời hôm nay hơi mưa, cho nên là cái hình ảnh, chất lượng hình ảnh nó không được tốt lắm. Hyundai Accent Blue số sàn nhập khẩu 2014. Đây là bản Blue nhé, quý anh chị nhé. Bản Blue là cái bản cao cấp nhất đấy. Đấy, đây là phần chi tiết ngoại thất, sơn vỏ ngoại thất của chiếc xe. Hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử, vô lăng tích hợp bấm phím xi nhan trên gương. Con này nói về sơn vỏ thì nó rất là đều sơn. Sơn rất là đều. Mình sẽ đi vào cái phần nội thất của chiếc xe, sau đấy mình sẽ quay phần máy sau. Đây là phần nội thất. Nội thất có màu ghi xám màu tối, phù hợp với cái phần ngoại thất. Đây là phần ghế da và phần táp ly, táp lô, vô lăng. Nội thất rất tươi. Số sàn 6 số, điều hòa auto. Con này không phải điều hòa auto nhé. Màn hình đĩa DVD. Xem mình order xem mấy vận. Con này chạy hơn 7 vạn nhé. Thất con này thì đang còn rất là mới, nỉ trần nỉ keo chỉ zin. Đây là phần khoang ghế sau. Dòng Accent này thì cái khoảng để chân ở giữa từ hàng ghế sau với hàng ghế trước thì rất khá là rộng, không được bằng Merc hay là Camry, nhưng mà so với dòng phân khúc B thì nó cũng là rất là rộng, rất thoải mái đấy. Mình để chân này rất thoải mái, mình có thể duỗi chân ra vẫn thoải mái. Nội thất con này mình chấm được tầm 90% so với xe mới. Nhiệt đây, tiếng chống nắng, kéo chỉnh zin, ốc zin, ốc zin đã được chủ nhân của chiếc xe lắp thêm cái phần inox bậc lên xuống, đã có thể xước. Phần lốp, lốp con này cũng đang rất là mới, là răng thì rất đẹp. Đi đi thoải mái. Đấy, như các bạn thấy là cái phần này là thường thường hay bị va chạm nhẹ, thì con này thì rất là ok. Đấy, nhìn cái form của nó phần đầu rất là chắc chắn. Bốn lốp đang còn mới, bốn lốp đang còn 80-90%. Cánh cửa sau bên phụ,
Dòng này máy nó 1.4. Số sàn nó chỉ ăn tầm 5 lít rưỡi, 6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Còn nếu đi đường cao tốc thì nó chỉ ăn tầm 5 lít. Rất là tiết kiệm. Lắp inox bậc lên xuống ở chỗ mình để chân. Thật thì nó sạch sẽ, thơm tho. Xe zin hết. Ốc cánh cửa còn zin đây. Keo chỉ zin. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần đuôi xe, cốp xe. Các bạn chờ mình một tí. Hyundai Accent Blue sản xuất 2014, con này đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 405 triệu. Đây, đây là cái phần lốp sơ cua, gọi là lốp dự phòng đấy. Lốp này thì được hạ rồi nhé. Đấy, cái phần cốp đây các bạn có thể thấy cái phần cốp đang còn rất là mới, chưa hề có chút va chạm gì. Đây là phần cốp đây. Xe đang ở zin nhé, zin hết. Con này có hệ thống camera lùi và cảm biến lùi, cảm biến quanh xe. Đấy. Mình sẽ đi vào cái phần máy. Đây là phần máy của chiếc xe này. Rất là khô thưa các bạn. Ốc zin đang còn đây. Bạn nhìn con ốc đây. Ốc đang zin hết. Đây phần ủ giảm xóc. Ốc cabo đây đang còn zin. Keo chỉ zin hết. Cô này zin 100% các bạn. Xong mình sẽ test qua cái phần âm thanh. Accent Blue sản xuất 2014 đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 405 triệu. Order 7 vận 3 các bạn. Mình sẽ test qua cái phần âm thanh. Vì lý do hết yêu anh rồi. Vô lăng tích hợp bấm phím mật á. Các bạn có thể nhiều lúc đi xe thì điện thoại thì các bạn muốn nghe điện thoại ấn vào đây. Mình kết hợp với cái bàn tay trái thì mình ấn vào đây được. Tắt tiếng. Và cái phần này là phần chỉnh âm lượng to nhỏ ở đây. Gạt lên thì nó sẽ to và gạt xuống nhỏ đây. Cơn đau xấu
Còn đây là cái phần chuyển bài. Đấy, mình chuyển bài khác đây. Đấy. Chuyển bài đây. Đây là cái bật chế độ mình chuyển qua CD. Đấy. TV. Kết nối Bluetooth này. Mình sẽ kết nối qua phần Bluetooth cho các bạn xem. Mình đã kết nối với cái màn hình này nhé. Bây giờ mình sẽ mở nhạc xem. Trời đang mưa cho nên mình xin phép mà kết thúc chi tiết cái video clip con ASEAN 2014 này. Xin chào quý anh chị và các bạn nhé.